Sơ đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Park Hang-seo áp dụng cho đội tuyển Việt Nam là khác biệt với đại đa số ở các câu lạc bộ ở V-League. Bởi vậy, việc chiến lược gia người Hàn Quốc phải có những tính toán thay đổi ở vị trí cầu thủ trên sân là điều dễ hiểu. Nhưng dấu ấn lớn nhất từ các lần điều chỉnh nhân sự của ông Park có thể kể đến là Trọng Hoàng, Duy Mạnh hay Quang Hải, và họ ít nhiều đã có thành công ở vai trò mới. Trong đợt tập trung đội tuyển U22 Việt Nam vừa qua, thầy Park cũng tiếp tục lắp ghép ở một vài vị trí. Chúng ta hãy cùng điểm lại những sự thử nghiệm đáng chú ý của huấn luyện viên người Hàn. 1. Nhầm Mạnh Dũng, tiền đạo xuống trung vệ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng kéo những cầu thủ thiên hướng tấn công trở thành một hậu vệ, nhưng sử dụng một tiền đạo xuống một vị trí thuần phòng ngự hoàn toàn như trung vệ thì chưa có tiền lệ. Trong đợt tập trung vừa qua, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã được thử nghiệm ở vị trí trung vệ trong một số buổi đá tập. Cầu thủ thuộc biên chế Viettel có thể hình và khả năng không chiến tốt. Quan trọng hơn, anh là một cầu thủ thuận chân trái, trong khi tất cả các trung vệ mà huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên trong đợt tập trung lần này đều thuận chân phải. Trong buổi họp báo trước đợt tập trung, chiến lược gia người Hàn Quốc đề cập ông muốn theo đuổi một lối chơi kiểm soát bóng tốt hơn. Mạnh Dũng được biết đến bởi khả năng làm tường và luân chuyển bóng tốt, và đó có thể là lý do anh được thử nghiệm ở vai trò tránh ở hoàn toàn với sở trường của mình. 2. Nguyễn Hải Long, tiền vệ giữa sang tiền đạo cánh trái. Tại Than Quảng Ninh, Hải Long được sử dụng như một tiền vệ giữa với xu hướng hỗ trợ hành lang cánh. Cầu thủ 20 tuổi, có tốc độ và khéo léo để thoát người, đồng thời sở hữu bộ kỹ năng chuyền bóng tốt. Thế nhưng, việc anh có phải là một lựa chọn thích hợp cho một trong hai vị trí tiền vệ trung tâm ở U22 Việt Nam vẫn là một dấu hỏi. Ở câu lạc bộ chủ quản, Hải Long được đá nhô cao hơn khi phía sau anh có tiền vệ Phạm Nguyên Sa đảm nhiệm vai trò đánh chặn và làm bóng tuyến dưới. Trong khi đó, cách bố trí của huấn luyện viên Park, cầu thủ này sẽ gặp nhiều áp lực phòng ngự hơn. Chính vì vậy, trong các trận đấu tập, Hải Long được xếp thi đấu với vai trò tiền đạo cánh. Anh cũng thể hiện được khá tốt với những pha phân phối bóng, đột phá trong khoảng thời gian 10 ngày tập trung. 3. Lý Công Hoàng Anh, tiền vệ mỏ neo sang tiền đạo phải. Thần tượng của cầu thủ thuộc biên chế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Đỗ Hùng Dũng, và bản thân Lý Công Hoàng Anh có lối chơi tương đồng với đương kim quả bóng vàng Việt Nam. Cầu thủ quê Hòa Bình có lợi thế so với những cầu thủ khác khi cũng đã làm quen với sơ đồ 3-4-3 của thầy Park ở câu lạc bộ chủ quản. Dù vậy, giống Hải Long, trong các trận đấu tập nội bộ, Hoàng Anh đã được thử nghiệm ở vị trí tiền đạo phải với xu hướng di chuyển tự do bó vào giữa. Rất có thể đây là ý đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo nhằm cải thiện khả năng kiểm soát bóng của U22 Việt Nam. Hoàng Anh là mẫu cầu thủ giàu sức chiến đấu cũng như xử lý tốt trong không gian hẹp, và bản thân anh cũng để lại dấu ấn với cú đúp bàn thắng trong trận đấu tập nội bộ thứ hai. 4. Yue San, tiền vệ phòng ngự sang trung vệ lệch phải. Yue San có thể hình lý tưởng và khả năng tranh chấp. Tuy vậy, trong đợt tập trung vào tháng 7, cầu thủ Việt kiều gốc Pháp lại cho thấy những hạn chế về khả năng phân phối bóng và thể lực. Trong đợt tập trung lần này của U22 Việt Nam, anh được ông Park xếp ở vị trí trung vệ lệch phải trong những lần thi đấu nội bộ. Dù vậy, anh không để lại nhiều dấu ấn và thậm chí đã có những sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua. Việc anh thường chỉ được bố trí thi đấu một hiệp ở những trận đấu tập cũng tạo nên những nghi ngờ về nền tảng thể lực của cầu thủ này. 5. Dụng Quang Nho, hậu vệ cánh phải sang tiền vệ mỏ neo. Vào thời điểm được đôn lên đội 1 của Hoàng Anh Gia Lai, Dụng Quang Nho được sử dụng như một hậu vệ phải. Đến mùa giải 2020, bước ngoặt đến với cầu thủ dân tộc Chăm khi anh được huấn luyện viên Lee Tae-hoon xếp ở vị trí tiền vệ trụ. Điểm mạnh của anh là việc không ngại va chạm, tích cực tranh chấp cũng như sở hữu tố chất thủ lĩnh. Lên tập trung lần này, huấn luyện viên Park cho Quang Nho xoay tua vị trí hậu vệ cánh cũng như tiền vệ giữa. Cơ hội cũng đã đến với cầu thủ thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai khi hầu hết nhân sự ở tuyến giữa của hai Việt Nam đều có xu hướng tấn công. Anh thi đấu tròn vai và việc thi đấu được nhiều vị trí cũng sẽ tăng cơ hội cho Quang Nho khá nhiều để lọt vào danh sách nhóm cầu thủ dự SEA Games 20. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.